Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Châu Đốc, phát trên tần số FM 92 MHz. Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Châu Đốc, phát trên tần số FM 92 MHz. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình Thành phố Châu Đốc hôm nay thứ sáu ngày 13 tháng 12 năm 2019. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình thời sự hôm nay gồm có một số nội dung chính sau đây. Kinh tế xã hội thành phố Châu Đốc năm 2019 phát triển ổn định. Thành phố Châu Đốc tiếp tục đầu tư phát triển ngành kinh tế mũi nhọn năm 2020. Tăng cường phòng chống cháy nổ dịp cuối năm 2019. Phóng sự, thực hiện nếp sống văn minh trong mùa cưới sau phần tin có bài các cơ quan đơn vị lực lượng vũ trang địa phương thành phố châu đốc luôn phát huy truyền thống dễ dàng của quân đội nhân dân việt nam quyết tâm hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao và bài thành phố châu đốc lập lại trật tự lòng lề đường dĩa hè trên tuyến đường la thành thân và nguyễn tri phương phường châu phú Bê và phường vĩnh mỹ trước hết mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin Trong năm 2019, tình hình kinh tế xã hội của thành phố Châu Đốc tiếp tục chuyển biến tích cực và đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ trên tất cả các lĩnh vực. Về sản xuất nông nghiệp duy trì tốc độ tăng trưởng ổn định, tổng diện tích lúa xuống giống được 18.193,63 ha, đạt 96% so với kế hoạch, năng suất bình quân lúa tươi cả năm ước đạt 6,3 tấn 1 ha, tổng sản lượng 114.619,86 tấn, giảm 8.674,14 tấn so với kế hoạch và so cùng kỳ. Rau màu toàn thành phố gieo trồng được 560,75 ha, đạt 96,61% so với kế hoạch. Năng suất bình quân cả năm ước đạt 20,5 tấn 1 ha, tổng sản lượng 11.495,375 tấn, giảm 344,325 tấn so với cùng kỳ, Nguyên nhân giảm do một số hộ dân chuyển mục đích sử dụng đất từ trồng lúa sang trồng cây ăn trái, nuôi thủy sản và tiểu dùng kênh tư kênh xã Vĩnh Châu ngưng vụ thu đông 2019. Hoạt động thương mại dịch vụ phát triển tốt, doanh thu thông qua chợ đạt 6.944,18 tỷ đồng, đạt 92,99% so với kế hoạch, tăng 18,79% so với cùng kỳ. Lượng du khách đến Châu Đốc tăng 5,5%, công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho lao động nông thôn được quan tâm thực hiện với nhiều cách làm hiệu quả. Số lao động được giải quyết việc làm cho 6.433 lao động. Công tác chăm lo đời sống cho các đối tượng chính sách hộ nghèo được các ngành các cấp quan tâm thực hiện tốt. Các khoản trợ cấp lương cho các đối tượng được chi trả kịp thời, đầy đủ, đúng đối tượng. Thực hiện tốt chi trợ cấp cộng đồng cho đối tượng là người đủ 80 tuổi trở lên. Người già neo đơn, người khuyết tật, người bệnh tâm thần, người đơn thân đang nuôi con, trẻ em bị bỏ rơi, người nhiễm HIVS, trẻ mồ côi. Chi trợ cấp cho 5.183 người có công với số tiền 7 tỷ 829 triệu 580 ngàn đồng, tặng 580 phần quà Tết với số tiền 310 triệu đồng thực hiện tốt chính sách xã hội đã cất mới 46 căn nhà từ nguồn kinh phí theo quyết định số 22 của Thủ tướng Chính phủ với số tiền 2.300 triệu đồng, sửa chữa 31 căn với tổng kinh phí 640 triệu đồng từ nguồn thu công đức của Ban Quản trị Lăng Miếu Núi Sam và các nguồn vận động khác. Quỹ ban nhân dân thành phố Châu Đốc vừa tổ chức hội nghị thành viên Quỹ ban nhân dân thành phố để tổng kết tình hình phát triển kinh tế xã hội năm 2019, đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2020. Ông Lâm Quang Thi, bí thư thành quỹ, chủ tịch Quỹ ban nhân dân thành phố Châu Đốc chủ trì hội nghị. Năm 2020, thành phố Châu Đốc tiếp tục giữ vững và nâng chất các tiêu chí nông thôn mới đạt theo mức chuẩn cao hơn để đảm bảo việc duy trì danh hiệu xã đạt chuẩn nông thôn mới, tập trung nguồn lực đầu tư, hoàn thành các công trình trọng điểm cấp bách, khai thác tiềm năng sẵn có để phát triển các sản phẩm công nghiệp có lợi thế, tiếp tục đầu tư phát triển ngành kinh tế mũi nhọn, thành phố tiếp tục nâng cao hiệu quả chất lượng hoạt động trong lĩnh vực thương mại dịch vụ du lịch, tăng cường kêu gọi đầu tư phát triển hạ tầng, nâng chất hệ thống chợ, siêu thị theo hướng hiện đại phục vụ du khách, đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, tập trung chỉnh trang đô thị. Những năm qua, công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã được cấp quỹ chính quyền, mặt trận tổ quốc và đoàn thể nhân dân các cấp quan tâm lãnh đạo chỉ đạo, tổ chức thực hiện và đạt được những kết quả tích cực. Lực lượng công an nhân dân mà nông cốt là cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã phối hợp với các lực lượng và sự tham gia của các tầng lớp nhân dân đã tích cực triển khai các biện pháp phòng ngừa, kịp thời chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ các vụ cháy nổ, sự cố tai nạn, hạn chế thiệt hại về người và tài sản, cướp phần đảm bảo an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội chung của đất nước và địa phương. Tuy nhiên, tình hình cháy nổ, sự cố tai nạn trên cả nước nói chung và ở thành phố châu đốc tỉnh an giang nói riêng vẫn diễn biến phức tạp, nhất là cháy nổ tại các khu dân cư, chung cư, hộ gia đình nhà nhiều tầng, chợ, khu công nghiệp, phương tiện giao thông và cháy rừng. Đặc biệt các vụ cháy làm chết người bị thương và gây thiệt hại lớn về tài sản, ảnh hưởng đến an ninh trật tự, môi trường sinh thái, môi trường đầu tư phát triển kinh tế và an sinh xã hội. Theo thống kê, trong năm 2019, trên địa bàn thành phố Châu Đốc đã xảy ra 3 vụ cháy, không thiệt hại về người, về tài sản, ước tính thành tiền khoảng 1 tỷ 658 triệu đồng. Nguyên nhân là do sự cố thiết bị điện, 3 vụ. Nhận định tình hình diễn biến cháy nổ sự cố tai nạn và thiệt hại trong năm 2019, tình hình cháy nổ trên địa bàn không tăng không giảm về số vụ, tuy nhiên, thiệt hại do cháy gây ra tăng 145 triệu đồng, tăng 6,94%, nguyên nhân do điều kiện sống sinh hoạt của người dân ngày một tăng nên khi xảy ra cháy nổ, mặc dù số vụ không biến đổi, nhưng thiệt hại vẫn tăng, tình hình sự cố tai nạn không xảy ra giảm so với năm trước. Từ nay đến cuối năm 2019 là thời điểm các doanh nghiệp cơ sở sản xuất để mạnh sản xuất kinh doanh, lưu trữ hàng hóa phục vụ nhu cầu tiêu dùng của nhân dân trong dịp Tết canh tí là rất cao, do đó cũng kéo theo nguy cơ mất an toàn về phòng cháy chữa cháy. Đội Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực Châu Đốc khuyến cáo thời tiết hanh khô, các gia đình cần đảm bảo các điều kiện an toàn phòng cháy chữa cháy cẩn trọng trong việc sử dụng nguồn lửa nguồn nhiệt thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn khi đun nấu thắp hương thờ cúng cần phải kiểm tra và thay thế các thiết bị dùng điện đã cũ đóng tắt các thiết bị điện khi ra ngoài không tàn trữ sử dụng mua bán trái phép chất nguy hiểm như pháo vật liệu nổ chuẩn bị các điều kiện chữa cháy phương án thoát nạn và hướng dẫn các thành viên trong gia đình cùng biết cùng thực hiện các cơ sở sản xuất doanh nghiệp chợ trung tâm thương mại phải tiến hành kiểm tra, bảo dưỡng hệ thống điện tránh sự cố quá tải, chập mạch, bảo dưỡng hệ thống báo cháy, chữa cháy tự động và các phương tiện chữa cháy như bình chữa cháy, lăng dòi, máy bơm chữa cháy, sắp xếp hàng quả hợp lý, tránh xa nguồn lửa, nguồn nhiệt, tránh tình trạng ung ứ, cản trở lối thoát nạn củng cố hoạt động của lực lượng phòng cháy chữa cháy cơ sở, tiến hành phân công các ca trực bảo vệ 24 trên 24 kể cả dịp lễ Tết, tuân thủ các quy định phòng cháy chữa cháy và phải có các chính sách hỗ trợ để phát huy có hiệu quả công tác thường trực bảo vệ phòng cháy chữa cháy. Ngày 12 tháng 12 năm 2019, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh An Giang tổ chức tập quấn triển khai các văn bản về công tác bảo vệ môi trường trong lĩnh vực du lịch trên địa bàn tỉnh An Giang năm 2019. Tại buổi tập huấn, các học viên đã được nghe một số nội dung nâng cao kiến thức chuyên môn về công tác bảo vệ môi trường trong lĩnh vực du lịch. Bộ tiêu chí hướng dẫn bảo vệ môi trường đối với các cơ sở lưu trú du lịch và dịch vụ tại các khu điểm du lịch, triển khai kế hoạch phát động xã hội hóa nhà vệ sinh cho khách du lịch tại các khu điểm du lịch trọng điểm của tỉnh giai đoạn 2018-2020, triển khai thực trạng giải pháp thực hiện công tác bảo vệ môi trường thông qua buổi tập quấn nhằm nâng cao nhận thức về công tác bảo vệ môi trường đối với cán bộ ở cơ sở các cơ quan ban ngành các doanh nghiệp tổ chức cá nhân tham gia kinh doanh trong lĩnh vực dịch vụ du lịch trên địa bàn thành phố Hiện nay tuyến đường tránh quốc lộ 91 đến chợ Vĩnh Đông đang trong giai đoạn hoàn thành và dự kiến sẽ hoàn thành vào cuối tháng 12 năm 2019. Công trình tuyến đường tránh quốc lộ 91 bắt đầu thi công từ năm 2018 với chiều dài 1.888m, chiều rộng mặt đường 15m với tổng kinh phí trên 41 tỷ đồng từ nguồn ngân sách tỉnh. Dự án tuyến đường tránh quốc lộ 91 đến chợ Vĩnh Đông sẽ góp phần giảm áp lực lưu lượng giao thông vào dịp Tết Nguyên Đán và các cải cao điểm diễn ra lễ hội dưới bà chuối xứ núi Sam, đồng thời nâng cấp hoàn chỉnh cơ sở hạ tầng theo quy hoạch được duyệt, hình thành các khu dân cư, khu đô thị, góp phần phát triển thành phố Châu Đốc thành đô thị loại 1 theo định hướng phát triển kinh tế xã hội của tỉnh An Giang. Ngày 12 tháng 12 năm 2019, Hội đồng nghĩa vụ quân sự phường núi Sam tổ chức bình nghị lần 2, công khai dân chủ công dân đủ điều kiện thực hiện nghĩa vụ quân sự năm 2020. Tại buổi bình nghị, các thanh niên đã được nghe một số nội dung về thực hiện nghĩa vụ quân sự, những chế độ chính sách được hưởng đối với gia đình, bản thân của quân nhân tại ngũ và xuất ngũ, các trường hợp được miễn tạm quản chưa gọi và đủ điều kiện gọi nhập ngũ, đồng thời thông qua danh sách công dân đủ điều kiện thi hành nghĩa vụ quân sự. Qua đó phát huy tính dân chủ, tinh thần tự giác trong nhân dân, giúp Công dân xác định rõ trách nhiệm của mình đối với việc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, góp phần cùng địa phương hoàn thành tốt công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2020. Ngày 12 tháng 12 năm 2019, Hội Cựu Chiến binh xã Vĩnh Châu tổ chức họp mặt kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Hội Cựu Chiến binh Việt Nam 6 tháng 12 năm 1989, 6 tháng 12 năm 2019 và 75 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam 22 tháng 12 1944, 22 tháng 12 2019. Tại buổi họp mặt, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại truyền thống 30 năm xây dựng và phát triển của Hội Cựu chiến binh Việt Nam, lịch sử ra đời và chặng đường phát triển của Quân đội Nhân dân Việt Nam qua 75 năm xây dựng và chiến đấu. Để tiếp tục phát huy được bản chất truyền thống bộ đội cụ Hồ, Hội Cựu chiến binh xã Vĩnh Châu tiếp tục tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng để cán bộ hội viên nắm vững được chủ trương đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, gương mẫu về đạo đức lối sống, luôn đi đầu trong mọi hoạt động, đặc biệt là việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Ngoài ra, hội Cựu chiến binh xã tăng cường công tác phối hợp với các ngành đoàn thể tham gia xây dựng Đảng chính quyền, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, nghĩa tình đồng đội, thường xuyên đổi mới nâng cao chất lượng hoạt động của hội, xây dựng hội ngày càng vững mạnh. Năm 2019, phường Vĩnh Quân có 326 cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ thương mại và tiểu thủ công nghiệp. Các hộ mua bán ổn định, công tác quản lý, bình ổn giá cả thị trường được tăng cường, giám sát chặt chẽ, hàng gian hàng giả, hàng kém chất lượng, giá bán đúng theo niêm yết. Bên cạnh đó, phường Vĩnh Quân đã hoàn thành đầu tư xây dựng các công trình như chợ Vĩnh Quân, kè chống sạt lở, đường giao thông nông thôn, đến trung tâm hành chính phường, xây dựng bếp ăn đình, sửa chữa nhà văn hóa phường, duy tu giảm giá đường Tuy Biên với tổng mức đầu tư 20,435 tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách cấp trên 5,191 tỷ đồng, vốn doanh nghiệp 15 tỷ đồng, vốn quy động nhân dân 244 triệu đồng. Năm 2020, phường Vĩnh Quân sẽ tiếp tục đôn đốc doanh nghiệp đưa vào hoạt động công trình chợ Vĩnh Quân, tạo điều kiện thuận lợi cho các hộ kinh doanh mua bán. Thời gian qua, đội quản lý trật tự đô thị thành phố Châu Đốc phối hợp với Ủy ban nhân dân các phường gồm phường Châu Phú B, phường Vĩnh Mỹ, phường Châu Phú A và phường Núi Sam tổ chức ra quân lập lại trật tự lòng đường dĩa hè trên các tuyến đường trong nội ô thành phố như Lê Lợi, Tôn Đức Thắng, Nguyễn Văn Thoại, Nguyễn Tri Phương, Tân Lộ, Kiều Lương. Lâu nay tình trạng lớn chiếm hành lang an toàn giao thông đường bộ, lấy lòng đường, lề đường, dĩa hè, làm nơi bày bán hàng hóa đậu xe, làm ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao thông, mất vẻ mỹ quan đô thị diễn ra khá phổ biến tại các khu vực trên, gây bức xúc cho người dân. Trong đợt ra quân ngày đầu tiên, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường đã trực tiếp chỉ đạo gặp gỡ, trao đổi và đề nghị các hộ mua bán chấp hành quy định để đảm bảo về trật tự kinh doanh, an toàn giao thông, an toàn phòng cháy chữa cháy và mỹ quan đô thị. Bên cạnh đó, Ủy ban nhân dân các phường đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng hình thức thông tin lưu động thông qua hệ thống truyền thanh, vận động từng hộ kinh doanh cho giết cam kết và quy định thời gian tiến hành xử lý các trường hợp cố tình vi phạm hầu hết người dân hộ kinh doanh đều ủng hộ hoạt động này và mong muốn các ngành chức năng xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm được biết sau các đợt ra quân kiểm tra giải tỏa lập lại trật tự lòng đường dĩ hè tại các tuyến đường trọng điểm bàn giao địa bàn cho địa phương quản lý quỹ ban nhân dân phường sẽ thường xuyên duy trì lực lượng kiểm tra để đảm bảo trật tự kinh doanh tại các tuyến đường điểm của thành phố và những nơi khác trên địa bàn thành phố không để xảy ra tình trạng tái lấn chiếm sau khi đã tổ chức kiểm tra xử lý từng bước nâng cao ý thức của người dân trong việc thực hành văn minh thương mại cũng như tạo cho đường phố thông thoáng, sạch đẹp, góp phần đảm bảo mỹ quan đô thị, gắn kết chặt chẽ với thực hiện tốt kế hoạch tuyến phố văn minh, phường văn minh đô thị, đô thị xanh, sạch đẹp gắn với tăng trưởng xanh. Theo báo cáo của Trung tâm Y tế thành phố Châu Đốc, tính đến ngày 8 tháng 12 năm 2019, toàn thành phố Châu Đốc ghi nhận được 389 ca mắc sốt xuất số huyết trong đó, phường núi sam là địa phương có số ca mắc sốt xuất số huyết cao nhất thành phố là 89 ca, tăng gấp 3 lần so với cùng kỳ năm 2018, phát hiện và xử lý 171 ổ dịch. Tình hình trên cho thấy bệnh sốt xuất số huyết luôn tiềm ẩn nhiều nguy cơ bùng phát thành dịch, bởi hiện nay thời tiết đang trong giai đoạn chuyển mùa, đây là thời điểm thuận lợi cho dịch sốt xuất số huyết phát triển. Để hạn chế tình trạng này, thành phố châu đốc đang triển khai nhiều biện pháp quyết liệt, đồng bộ trong việc ngăn ngừa, phòng chống dịch sốt xuất số huyết. Theo đó, Trung tâm y tế thành phố tập trung giám sát chặt chẽ diễn biến bệnh sốt xuất số huyết, nhất là khi thời tiết thay đổi. Chú trọng giám sát bệnh nhân khi có biểu hiện của sốt xuất số huyết. Mở rộng điểm giám sát các chỉ số mũi, bỏ gậy trước và sau khi tổ chức phun hóa chất diệt mũi. Hướng dẫn các đơn vị y tế thực hiện nghiêm túc công tác phòng chống sốt xuất số huyết trong cộng đồng dân cư. Chủ động xây dựng kế hoạch diệt mũi lăng quăng tại hộ gia đình. Củng cố kiện toàn lại các đội chống dịch cơ động, chuẩn bị sẵn sàng cơ số thuốc hóa chất, vật tư bảo đảm công tác phòng chống khi có dịch xảy ra chỉ đạo các trạm y tế phường xã triển khai quyết liệt công tác phòng chống giám sát đánh giá tình hình ứng phó kịp thời khi dịch có nguy cơ lan rộng các ban ngành đoàn thể tổ chức chính trị xã hội phối hợp với ngành y tế thành phố triển khai quyết liệt đồng bộ các giải pháp phòng chống ngăn chặn sự bùng phát của các loại dịch bệnh tại địa phương tăng cường công tác giám sát các cơ sở khám chữa bệnh nhằm phát hiện sớm các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh dịch Luật phòng chống tác hại của thuốc lá có hiệu lực từ ngày 1 tháng 5 năm 2013. Điều 25 của văn bản luật này quy định rõ về bán thuốc lá. Cụ thể, việc bán thuốc lá phải đáp ứng các yêu cầu. Doanh nghiệp đại lý bán buôn, đại lý bán lẻ thuốc lá phải có giấy phép bán thuốc lá theo quy định của chính phủ. Người chịu trách nhiệm tại điểm bán của đại lý bán buôn, đại lý bán lẻ thuốc lá phải treo biển thông báo không bán thuốc lá cho người chưa đủ 18 tuổi. Đại lý bán lẻ, điểm bán lẻ thuốc lá không được trưng bày quá một bao, một túi hoặc một hộp của một nhãn hiệu thuốc lá. Cơ quan tổ chức cá nhân không được tổ chức cho phép hoặc bán thuốc lá tại các địa điểm: cơ sở y tế, cơ sở giáo dục trừ trường cao đẳng, đại học, học viện, cơ sở chăm sóc nuôi dưỡng vui chơi giải trí dành riêng cho trẻ em, cơ sở hoặc khu vực có nguy cơ cháy nổ cao, nơi làm việc, địa điểm công cộng, trừ khu vực cách ly của sân bay, quán bar, karaoke, vũ trường, khách sạn và cơ sở lưu trú du lịch, phương tiện giao thông công cộng gồm ô tô, tàu hỏa, tàu thủy, không được bán thuốc lá phía ngoài cổng nhà trẻ, trường mẫu giáo tiểu học, trung học cơ sở, phổ thông trung học, viện nghiên cứu y học, bệnh viện, nhà hộ sinh, trung tâm y tế dự phòng, trạm y tế xã, phường, thị trấn trong phạm vi 100m tính từ ranh giới khuôn viên gần nhất của cơ sở đó hiện nay việc bán và mua thuốc lá quá dễ dàng đã làm tăng khả năng sử dụng thuốc lá trong thanh thiếu niên người có thu nhập thấp việc quản lý chặt chẽ bằng hình thức cấp phép tuân thủ quy định luật phòng chống tác hại của thuốc lá đối với các doanh nghiệp đại lý bán buôn bán lẻ thuốc lá là hết sức cần thiết trong việc nâng cao nhận thức và phòng chống tác hại của thuốc lá tại cộng đồng Thưa quý vị và các bạn, đám cưới là một sự kiện trọng đại của mỗi gia đình lứa đôi. Đây là dịp để họ hàng, người thân, bạn bè làng sớm đến chia vui, chúc cho đôi lứa trăm năm hạnh phúc. Cũng vì có nhiều ý nghĩa nên việc cưới luôn được mỗi người, mỗi gia đình quan tâm, chuẩn bị chu đáo. Ngày nay, việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới sẽ càng làm cho đám cưới thêm vui tươi ý nghĩa. Ngày cưới là đại hỷ, không chỉ hai họ vui mừng mà cả làng cả sớm cũng vui lây nhưng niềm vui khó trọn vẹn khi nhiều gia đình muốn tổ chức đám cưới tại nhà nhưng không có không gian và địa điểm. Vì thế, họ lại dừng rạp tổ chức đám tiệc trực tiếp trên vỉa hè, thậm chí lấn chiếm lòng đường trước nhà. Việc làm này gây trở ngại rất lớn cho những người khác khi tham gia giao thông. Và một điều nữa là hàng xóm bị nhạc cưới hành đêm dưới sự phân khích quá trớn của gia chủ. Kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự thực hiện nếp sống văn minh trong mùa cưới. Theo đánh giá của Ban chỉ đạo phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa thành phố Châu Đốc, những năm qua các cấp quỹ đảng, chính quyền và đại bộ phận nhân dân trên địa bàn thành phố Châu Đốc đã có những chuyển biến tích cực trong nhận thức và ý nghĩa sự cần thiết thực hiện kỹ cương pháp luật, thực hiện nếp sống văn minh, trong đó có việc cưới, góp phần làm cho đời sống văn hóa cộng đồng phát triển theo hướng lành mạnh tiến bộ. Hầu hết đám cưới đều được tổ chức trên cơ sở tìm hiểu, tự nguyện của đôi nam nữ, bảo đảm thực hiện đúng luật hôn nhân và gia đình nhiều nghi thức truyền thống như dạm ngõ, lễ hỏi được giảng lược nhưng vẫn bảo đảm tính trang trọng, mang nét văn hóa truyền thống. Các nghi thức rườm rà lạc hậu được loại bỏ, cơ bản đám cưới tổ chức gọn nhẹ từ 1 đến 1 ngày rưỡi. Không đãi tiệc mời khách tràn lan, không bài thuốc lá để tiếp khách. Lễ đưa đón dâu rể được tổ chức trang trọng lịch sự và phù hợp với thuần phong mỹ tục, điều kiện của gia đình. Mặc dù có những kết quả tích cực, song đâu đó vẫn còn những đám cưới tổ chức rườm rà, phù trương. Tổ chức tiệc linh đình dẫn đến lãng phí cho gia chủ, có đám mời đông khách không chỉ tạo ra sự mệt mỏi khó khăn trong việc tiếp đón mà gây tâm lý ái ngại cho không ít khách mời. Nhiều đám cưới trang hoàng quá cầu kỳ tốn kém, sử dụng âm thanh công suất lớn, dựng đạp lấn chiếm lòng đường gây cản trở giao thông. Những biểu hiện này đã tạo dư luận không tốt trong xã hội, rất cần được chấn chỉnh. Thời điểm cuối năm đang vào mùa cưới, vì thế công tác tuyên truyền vận động người dân thực hiện nếp sống văn minh cần được các cấp ngành quan tâm bên cạnh đó thì mỗi gia đình mỗi đôi lứa chủ động thực hiện nếp sống văn minh để việc cưới thêm vui tươi ý nghĩa góp phần gìn giữ phát quyền những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc để tổ chức việc cưới đi vào nề nếp không chỉ nhà nước đã có các quy định mà nhiều khu dân cư dòng họ cũng có quy chế quy ước riêng vậy nhưng việc cưới ở không ít nơi nhất là ở khu vực đô thị đang nảy sinh một số vấn đề làm ảnh hưởng đến xây dựng nếp sống văn minh Quy chế thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới và lễ hội được ban hành theo quyết định số 308 trên quy đề TTG ngày 25 tháng 11 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ nêu rõ việc cưới phải đảm bảo không làm cản trở giao thông và các hoạt động công cộng giữ gìn sự yên tĩnh hạn chế gây tiếng ồn vào ban đêm việc cưới cần được tổ chức trang trọng vui tươi lành mạnh phù hợp với phong tục tập quán tốt đẹp của dân tộc tại thành phố châu đốc vào những ngày được quan niệm là đẹp hay thứ bảy chủ nhật không khó để nhận thấy trên một số tuyến đường xuất hiện những rạp đám cưới đầy tháng thôi nôi to đùng choáng gần hết lòng đường việc này không chỉ gây cản trở giao thông mất an toàn cho người đi đường ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị mà còn khiến những người dự đám cưới không yên tâm vì tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào giải thích vì sao lại lấy dễ hè lòng đường làm nơi tổ chức tiệc cưới hầu như người nào cũng cho rằng đây là việc làm bất đắc dĩ vì khuôn viên nhà chật chội không có điều kiện để tổ chức ở nhà hàng khách sạn hơn nữa, cũng chưa thấy cơ quan chức năng nào nhắc nhở về việc này. Sử dụng một phần lòng đường làm nơi tổ chức đám tiệc đúng quy định không chỉ là một trong những yếu tố để tạo dựng nếp sống văn minh mà còn là việc làm cần thiết để nâng tầm trật tự mỹ quan và môi trường đô thị. Muốn đạt được mục tiêu này thì vấn đề mấu chốt là cần có sự giao cuộc tích cực chủ động và có sự phối hợp đồng bộ trong triển khai thực hiện của các cấp các ngành trong đó chú trọng làm tốt công tác tuyên truyền vận động nhằm tạo sự đồng thuận thống nhất cao trong nhân dân để thực hiện hiệu quả có chế tài cụ thể kịp thời xử lý đối với các vi phạm và biểu dương nhân động những cách làm hay nêu cao việc phát huy dân chủ vai trò tự quản ý thức về cộng đồng của từng người dân ở các khu dân cư theo tôi thì việc tổ chức đám cưới thì dựng cổng rạp lẫn chiếm lòng đề đường là không có nên dù tôi biết có những hộ gia đình rất là khó khăn không có đủ điều kiện để mà thuê nhà hàng việc uh, trong nhà hàng sang trọng thành phải tổ chức tại nhà nếu tại nhà tổ chức tại nhà thì phải che rạp cổng cưới rườm ra rồi lớn chiếm lòng lề đường gây ra trản trở người tham gia giao thông vì thế đã biết là rất khó cho việc tổ chức tiệc cưới một đời người có một lần này nhưng phải cố gắng khắc phục để đám cưới được niềm vui rộng dạng và an toàn. Ngoài việc dựng rạp đám tiệc chiếm dụng lòng đường, Chuyện hát hò ở không ít đám cưới cũng mang lại nhiều phiền phức cho những người xung quanh bởi tiếng ồn khi mà những ca sĩ không chuyên thì nhau hát bất kể giờ giấc. Bởi lẽ nhạc đám cưới mở quá cỡ, làm phiền hàng sớm đang trở thành vấn nạn ở rất nhiều địa phương trong cả nước chứ không riêng gì ở thành phố Châu Đốc. Người dân vốn cả nể nên thường im lặng chịu đựng, nhưng sự lố bịch trong biểu diễn nhạc đám cưới lẫn cách tổ chức tiệc cưới ra quay bằng âm lượng thuê cả dạng thùng loa để phu trương của gia chủ khiến hàng chục người chung sớm phải khổ lây. Vì những hoàn cảnh này, mục đích của người đi dự đám cưới cũng bị biến chất ít nhiều. Không có cơ hội trò chuyện, người ta chỉ tính ăn sao cho no, cho nhanh để mau chóng ra về. Phần còn lại là chuyện của những thanh niên với những sở thích trước riêng của mình. Tôi biết đám cưới hay là tổ chức tiệc tùng gì đó thì có văn nghệ mới vui, mới hào hứng. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, tiệc vui gì thì cũng vui, có chừng mực thôi chứ đừng có làm quá đâm ra không hay đâu có ai cấm ca hát nhảy múa gì đó đâu nhưng ở đây mình nên thực hiện văn minh ca hát theo giờ giấc quy định và mở âm thanh mở nhạc nên theo giờ giấc quy định là vậy nhưng vì sao vẫn có thực trạng như đã đề cập ở trên có nhiều nguyên nhân nhưng nguyên nhân cơ bản nhất là do công tác thông tin tuyên truyền và các quy định thực hiện nếp sống văn minh trong tổ chức đám tiệc nhất là việc cưới các cơ quan chức năng chính quyền tại địa phương dù có nhưng chưa được tổ chức mạnh tay Việc kiểm tra xử lý các vi phạm trong lĩnh vực này bị buông lỏng và thực tế cũng cho thấy có rất ít trường hợp vi phạm bị cơ quan chức năng xử lý. Cùng với đó là chăn quá, ý thức của một bộ phận không nhỏ người dân còn hạn chế. Do đó, tiệc cưới cũng cần phải có nhân quá, đó là nếp sống mới cần được thay đổi. Bên cạnh sự cần thiết vào cuộc của các ngành chức năng, địa phương tuyên truyền giáo dục nhân dân xây dựng đời sống văn hóa mới, còn phải vận động các gia đình cam kết tổ chức tiệc cưới, sinh hoạt văn nghệ, nội dung gọn, đơn giản, đủ ý nghĩa, âm thanh sử dụng trong mức độ cho phép. Tuy việc quản lý các cơ sở cho thuê âm thanh, việc quy định tiếng ồn cụ thể chưa được hướng dẫn chi tiết, nhưng Quỹ ban Nhân dân tỉnh An Giang đã ban hành quyết định 42 trên 2018 trên quy đề UPNFG, về quy chế phối hợp quản lý âm thanh gây tiếng ồn trong các hoạt động gian quá, dịch vụ gian quá trên địa bàn tỉnh An Giang và có văn bản chỉ đạo yêu cầu thực hiện nghiêm túc chấn chỉnh thực trạng này. Thành phố Châu Đốc cần phát huy hơn nữa mô hình quản lý cơ sở kinh doanh âm thanh, dịch vụ gian quá đừng để mùa cưới, vốn là mùa vui lại trở thành mùa khổ sở của nhiều người. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Châu Đốc phát trên tần số FM 92 MHz. Thưa quý vị và các bạn, cách đây 75 năm, ngày 22 tháng 12 năm 1944, tại khu rừng Trần Hưng Đạo, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng, đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân, tổ chức tiền thân của quân đội nhân dân Việt Nam được thành lập. Sự ra đời của quân đội ta là một sự kiện lịch sử trọng đại của cách mạng Việt Nam lần đầu tiên trong lịch sử giai cấp công nhân và nhân dân việt nam có một quân đội kiểu mới do đảng cộng sản việt nam và chủ tịch hồ chí minh tổ chức giáo dục rèn luyện và lãnh đạo một quân đội mang bản chất giai cấp công nhân từ nhân dân mà ra vì nhân dân mà chiến đấu anh dũng dũng cảm sẵn sàng hy sinh vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội vì tự do hạnh phúc của nhân dân phát huy truyền thống dễ dàng 75 năm của quân đội nhân dân Việt Nam, các lực lượng vũ trang thành phố Châu Đốc đã không ngừng nỗ lực vượt qua khó khăn, đoàn kết gắn bó với đơn vị địa bàn, xây dựng thế trận phòng thủ vững mạnh, quyết tâm hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao. Chương trình thời sự hôm nay mời quý vị và các bạn cùng nghe bài các cơ quan đơn vị, lực lượng vũ trang địa phương, thành phố Châu Đốc luôn phát huy truyền thống dễ dàng của quân đội nhân dân Việt Nam, quyết tâm hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao. Những năm qua, lực lượng vũ trang địa phương thành phố Châu Đốc đã được kế thừa phát huy làm phong phú thêm truyền thống dễ dàng của dân tộc, của đảng, của quân đội và của quê hương. Bản chất cách mạng, truyền thống dễ dàng của lực lượng vũ trang địa phương thành phố Châu Đốc được hình thành kết tinh từ trong gian lao, thử thách trong chiến đấu lao động và công tác trong thực hiện nhiệm vụ chính trị. Truyền thống của lực lượng vũ trang địa phương thành phố vừa mang đậm dấu ấn chung của truyền thống dân tộc của quân đội vừa có những nét riêng của con người Châu Đốc. Trải qua bao thăng trầm của lịch sử trong mọi hoàn cảnh, mọi điều kiện, chiến đấu hay là xây dựng, lực lượng vũ trang địa phương thành phố Châu Đốc luôn phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Trong những năm gần đây, trước những biến động phức tạp của tình hình thế giới cũng như thực trạng khó khăn thách thức về kinh tế xã hội trong nước, lực lượng vũ trang địa phương thành phố Châu Đốc vẫn vững vàng, vẫn luôn là lực lượng nồng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân. Phối hợp chặt chẽ với các lực lượng, các đơn vị bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cùng với việc xây dựng lực lượng vũ trang mạnh về chính trị, công tác xây dựng kiện toàn các tổ chức đảng được Ban Chỉ huy quân sự thành phố Châu Đốc luôn chú trọng. Việc thực hiện nghị quyết trung ương tư khóa 12 về xây dựng chỉnh đốn đảng, chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được duy trì thường xuyên, nghiêm túc. Làm tốt công tác xây dựng đảng, nhất là việc phát triển đảng viên trong lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên được quan tâm, lãnh đạo thực hiện đạt 81,82%. Duy trì đẩy mạnh phong trào thi đua quyết thắng, xây dựng nhân trọng các tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến, tạo động lực thúc đẩy lực lượng vũ trang thành phố hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao. Mỗi bước trưởng thành của lực lượng vũ trang địa phương thành phố Châu Đốc đều thấm sâu công ơn của đảng, nặng nghĩa tình của nhân dân kế thừa và phát huy truyền thống dễ dàng của quân đội nhân dân việt nam trong những năm qua các cơ quan đơn vị lực lượng vũ trang thành phố châu đốc đã hăng hái thi đua sôi nổi chủ động khắc phục khó khăn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao và đạt được những kết quả hết sức khả quan cấp ủy chỉ huy các đơn vị lực lượng vũ trang thành phố châu đốc đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo và tổ chức thực hiện tương đối chặt chẽ nghiêm túc các chế độ sẵn sàng chiến đấu thường xuyên phối hợp với các lực lượng công an, bộ đội biên phòng nắm tình hình các mặt, tuần tra canh gác, góp phần bảo vệ giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố. Đồng thời tiến hành điều chỉnh, bổ sung kịp thời các phương án kế hoạch sẵn sàng chiến đấu, hoàn thành tốt chương trình huấn luyện quân sự, giáo dục chính trị cho các đối tượng. Nhờ vậy khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang thành phố Châu Đốc được nâng lên một bước, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ đạt 100% chỉ tiêu trên giao. Công tác tuyển sinh quân sự và tuyển chọn đào tạo đại học cao đẳng, đào tạo trung cấp, ngành quân sự cơ sở được triển khai thực hiện chặt chẽ. Kết quả trúng tuyển các trường trong quân đội có 5 đồng chí. Thực hiện tốt công tác đối ngoại quân sự với lực lượng vũ trang, chính quyền và nhân dân huyện Rechunsa, tỉnh Tà Keo, Dương quốc Campuchia. Thực hiện chính sách hậu phương quân đội, các hoạt động đền ơn đáp nghĩa được triển khai thực hiện có hiệu quả đúng đối tượng. Trợ cấp khó khăn đột xuất cho 10 trường hợp. Tổ chức chi trả trợ cấp một lần theo quyết định số 4962 cho 60 hồ sơ với tổng số tiền trên 183 triệu đồng. Công tác hậu cần kỹ thuật cơ bản giữ vững được nề nếp, nguyên tắc hoạt động, bảo đảm lượng dự trữ cho sẵn sàng chiến đấu và các nhiệm vụ khác. Cảnh quan môi trường doanh trại quân đội được xây dựng khang trang, việc tăng gia sản xuất luôn được quan tâm thực hiện tốt. Do vậy, nơi ăn, ở, làm việc và đời sống vật chất tinh thần của bộ đội ngày càng được cải thiện. Phát huy truyền thống dễ dàng quân đội nhân dân Việt Nam trong tình hình mới, lực lượng vũ trang địa phương thành phố Châu Đốc thường xuyên nêu cao tinh thần trách nhiệm, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có trình độ tác chiến ngày càng cao, đấu tranh có hiệu quả với các âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương lãnh đạo chỉ đạo và triển khai thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương trong mọi tình huống phát huy được sức mạnh tổng hợp của toàn dân và mọi nguồn lực cho xây dựng thế trận quốc phòng và an ninh trong đó phát huy nội lực là chủ yếu đặc biệt các cơ quan đơn vị lực lượng vũ trang địa phương thành phố châu đốc chú trọng thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng khu vực phòng thủ dững chắc trong tình hình mới hiện nay kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế với củng cố quốc phòng an ninh tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm túc quan điểm của đảng đẩy mạnh xây dựng thế trận lòng dân tạo nền tảng dưỡng chắc cho nền quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân trên địa bàn thành phố thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao quý vị và các bạn nhằm lập lại trật tự dĩ hè lòng lệ đường chấm dứt tình trạng hợp chợ tự phát trên tuyến đường La Thành Thân và Nguyễn Tri Phương thuộc địa bàn phường Châu Phú B và phường Dĩnh Mỹ, góp phần bảo đảm trật tự an toàn giao thông và mỹ quan đô thị. Ngày 4 tháng 12 năm 2019, Phòng Quản lý Trật tự đô thị thành phố Châu Đốc đã ban hành kế hoạch số 619 về việc phối hợp lập lại trật tự lòng lệ đường dĩ hè tuyến đường la thành thân và nguyễn tri phương trên địa bàn phường châu phú b và phường vĩnh mỹ thành phố châu đốc tiếp theo chương trình thời sự hôm nay mời quý vị và các bạn cùng nghe bài thành phố châu đốc lập lại trật tự lòng lề đường dĩ hè trên tuyến đường la thành thân và nguyễn tri phương phường châu phú b và phường vĩnh mỹ để ngăn chặn việc tái lấn chiếm hành lang an toàn giao thông, phòng quản lý trật tự đô thị thành phố phối hợp đảng ủy, ủy ban nhân dân phường Châu Phú và phường Vĩnh Mỹ chỉ đạo các ban ngành đoàn thể trong phường ra quân lập lại trật tự lòng đường vỉa hè, tăng cường kiểm tra ngăn chặn, xử lý nghiêm các trường hợp cố tình tái vi phạm, đồng thời tiếp tục tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành nghiêm các quy định về bảo đảm hành lang an toàn giao thông và mỹ quan đô thị. Hiện trạng đường La Thành Thân đoạn từ đường Châu Long đến đường Tôn Đức Thắng dài 270m Hiện trạng vỉa hè tương đối rộng, đường Nguyễn Tri Phương đoạn từ đường Lê lợi đến đường Hoàng Diệu dài 1.080m. Hiện trạng vỉa hè chưa đồng bộ, có đoạn kích thước khá hẹp. Một số lĩnh vực thường xảy ra vi phạm lấn chiếm vỉa hè lòng đường như kinh doanh dịch vụ ăn uống, bày hàng hóa, đặt để chậu cây kiển, xây dựng hàng rào, vật kiến trúc mái che, dù bạc bàn ghế, biển hiệu cây mất mỹ quan đô thị. Tổ chức là việc sử dụng vỉa hè đảm bảo lối đi cho người đi bộ trên các tuyến đường thành phố xử lý tình trạng mua bán lấn chiếm, lắp đặt biển hiệu, mái che, biển quảng cáo lấn chiếm vỉa hè, lòng đường chưa đúng quy định. Tạo cảnh quan đường phố thông thoáng sạch đẹp, góp phần đảm bảo mỹ quan đô thị, gắn kết chặt chẽ với thực hiện tốt kế hoạch tuyến phố văn minh, phường văn minh đô thị để ngày càng thu hút du khách, góp phần phát triển kinh tế xã hội của thành phố. Nâng cao ý thức chấp hành của người dân từ ý thức trách nhiệm tiến tới hành động tự giác cùng tham gia vận động người xung quanh thực hiện tốt quy định sử dụng vỉa hè và lập lại trật tự vỉa hè lòng đường các ngành chức năng tăng cường công tác tuần tra kiểm tra kiểm soát phát hiện xử lý vi phạm về trật tự đô thị tại các tuyến đường trọng điểm tụ điểm khu vực phức tạp nhất là các tuyến đường có chợ tự phát kiên quyết giải tỏa xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm tình trạng mua bán lấn chiếm lắp biển hiệu mái che biển quảng cáo xây dựng gờ chắn lấn chiếm dây hè lòng đường chưa đúng quy định các hành vi xả nước thải ra mặt đường đồng thời khắc phục triệt để tình trạng tái lấn chiếm sau xử lý nâng cao trách nhiệm quản lý, đặc biệt là trách nhiệm của các cơ quan ban ngành có liên quan, vai trò của ủy ban nhân dân phường trong công tác quản lý theo quy định của pháp luật. Việc lập lại trật tự lòng đường dễ hè trên các tuyến đường của thành phố là không cho các hộ dân mua bán, kinh doanh trên dễ hè. Việc mua bán kinh doanh phải di dời vào nhà, phần dễ hè dành cho người đi bộ và để đậu xe đạp, xe mô tô, xe gắn máy tự quản. Tổ chức hợp dân thông báo chủ trương, tuyên truyền, vận động nhân dân tự tháo dỡ hàng rào, vật kiến trúc, mái che, dù bạc, di dời bàn ghế, biển hiệu, chậu cây kiển ra khỏi dây hè, đồng thời công bố thời gian thực hiện. Kiên quyết xử lý các hành vi lấn chiếm dây hè, mọi hành vi mua bán, kinh doanh lấn chiếm dây hè, lòng đường không đúng quy định đều phải nhanh chóng xử phạt nhằm mang tính răng đe. Mọi hành vi mua bán, kinh doanh lấn chiếm dây hè, lòng đường không đúng quy định đều phải nhanh chóng xử phạt nhằm mang tính răng đe, giáo dục nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho người dân. Ban giao địa bàn khu vực đã kiểm tra giải tỏa cho địa phương quản lý, không để xảy ra tình trạng lấn chiếm sau khi đã tổ chức kiểm tra xử lý. Quỹ ban nhân dân phường Châu Phú B và phường Vĩnh Mỹ phối hợp cùng đoàn thể của địa phương và ban khóm tuyên truyền phổ biến những quy định liên quan đến hành lang an toàn đường bộ dưới hà, công tác quản lý xây dựng dưới hà và vận động các hộ dân không chiếm dụng lòng lề đường để kinh doanh, tổ chức hợp dân về việc không cho mua bán kinh doanh trên lòng đường dưới hè việc mua bán kinh doanh phải di dời vào nhà tự tháo dỡ hàng rào và kiến trúc mái che dù bạc cho dời bàn ghế biển hiệu chậu cây kiển ra khỏi dưới hè quỹ ban nhân dân phường công bố ra dân thời gian thực hiện từ ngày 5 tháng 12 năm 2019 đến ngày 20 tháng 12 năm 2019 hoàn thành cho thực hiện cam kết việc chấp hành kinh doanh đúng quy định đảm bảo trật tự an toàn giao thông trật tự đô thị sau khi thực hiện công tác tuyên truyền vận động, trường hợp các hộ gia đình, cá thể kinh doanh không chấp hành tự tháo dỡ các công trình biển báo, pano áp phích, mái che, liều quán, vi phạm lòng đại đường, vỉa hè, hành lang, an toàn giao thông. Theo quy định, thì các cơ quan chức năng thực hiện cưỡng chế, giải tỏa và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định pháp luật. Theo đó, ủy ban nhân dân phường cử lực lượng cưỡng chế, giải tỏa và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định pháp luật. Theo đó, ủy ban nhân dân phường cử lực lượng trật tự đô thị phường, lực lượng công an, dân quân tự vệ, dân phố, trưởng hoặc phó khóm tham gia xuyên suốt trong quá trình giải tỏa và xử lý. Tổ chức quản lý chặt chẽ địa bàn đã bàn giao sau giải tỏa, kiên quyết không để tái lấn chiếm. Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường tăng cường việc xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi kinh doanh lấn chiếm vỉa hè, lòng đường không đúng quy định nhằm làm cho người dân nói chung và các hộ kinh doanh nói riêng ngày càng có ý thức thượng tôn pháp luật trong đời sống. Đội quản lý trật tự đô thị thành phố Châu Đốc phân công lực lượng tổ trực tự đô thị thành phố phối hợp với lực lượng tổ trực tự đô thị phường, lực lượng công an, dân quân tự vệ, dân phố phường tiến hành tháo dỡ các công trình biển báo, pano, áp phích, mái che, liều quán, di dời các vật cản lấn chiếm vỉa hè. Công an thành phố Châu Đốc chỉ đạo đội cảnh sát giao thông trật tự, cử lực lượng giữ gìn an ninh trật tự tham gia xuyên suốt cùng tổ trật tự đô thị thành phố trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Đồng thời lực lượng cảnh sát giao thông trật tự thành phố khi tham gia phối hợp tiến hành thực hiện việc xử lý các trường hợp vi phạm hành chính về lĩnh vực trật tự đô thị theo thẩm quyền. Từ sự quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận trong nhân dân, các đoạn đường, tuyến đường trên địa bàn thành phố châu đốc từng bước cơ bản đã thông thoáng, các vỉa hè đã trở lại nguyên trạng ban đầu, lề đường rộng và đẹp hơn, phục vụ tốt cho người đi bộ. Để duy trì kết quả bước đầu đạt được, thành phố châu đốc xem công tác lập lại trật tự lòng địa đường là nhiệm vụ trọng tâm thường xuyên và liên tục. Tiếp tục thực hiện đồng bộ các hoạt động tuyên truyền vận động, nhắc nhở người dân chấp hành đúng các quy định về trật tự lòng lề đường, tạo sự chuyển biến về thói quen của người dân từ giác chấp hành các quy định của pháp luật. Cùng với đó, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về trật tự lòng đường vỉa hè trên các tuyến đường trọng điểm. Qua đó, giáo dục ý thức của người dân trong việc chấp hành văn minh thương mại cũng như tạo cho đường phố thông thoáng sạch đẹp, góp phần đảm bảo mỹ quan đô thị, gắn kết chặt chẽ với thực hiện tốt kế hoạch tuyến phố văn minh, phường Văn Minh đô thị, đô thị xanh sạch đẹp, gắn giới tăng trưởng xanh. thưa quý vị và các bạn cuối năm là thời điểm mà nhu cầu mua sắm của người dân tăng cao việc điều chỉnh giá xăng tăng hai kỳ liên tục cùng với những biến động của giá thịt heo trong thời gian qua khiến cho một số các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu đồng loạt tăng giá chính sự tăng giá này đã tác động tiêu cực đến đời sống của một bộ phận người dân tiếp theo chương trình thời sự hôm nay mời quý vị và các bạn cùng nghe bài nang giải bài toán tăng giá cuối năm hơn 2 tháng nay, giá thịt heo được bày bán ở các chợ truyền thống và siêu thị liên tục lập đỉnh, khiến cho người tiêu dùng lao đao theo từng cơn biến động giá. Thịt heo là thức ăn truyền thống lâu nay của người dân, nhất là vào dịp cuối năm thì nhu cầu tiêu thụ thịt heo tăng rất mạnh, nên việc giá gây ảnh hưởng đến chi tiêu của đông đảo người dân. So với trước đây, gần 2 tháng thì thịt heo có giá tăng gần gấp đôi, từ khoảng 100.000 tăng lên gần 200.000 đồng trên một ký tại chợ truyền thống, thịt heo nạc và thịt đùi có giá 145.000 đồng trên 1 kg, thịt ba rọi là 155.000 đồng trên 1 kg. Tại siêu thị, giá thịt ba rọi là 155.000 đồng trên 1 kg, thịt nạc thăng là 165.000 đồng trên 1 kg, sườn non thì có giá là 195.000 đồng trên 1 kg. Điều đáng nói, lợi dụng giá thịt heo tăng, hàng loạt các mặt hàng nhu yếu phẩm, thực phẩm phục vụ cho nhu cầu tiêu dùng hàng ngày cũng tăng giá, kiểu té nước theo mưa. Ngày 30 tháng 11, liên bộ Công thương Tài chính quyết định điều chỉnh giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu. Theo đó, giá xăng E5 RON 92 được điều chỉnh tăng 312 đồng trên 1 lít. Xăng RON 95 tăng 283 đồng trên 1 lít. Dầu Diesel tăng 25 đồng trên 1 lít. Sau khi điều chỉnh thì giá xăng E5 RON 92 có giá là 19.819 đồng trên 1 lít. Xăng RON 95 là 21.079 đồng trên 1 lít dầu DSN là 15.988 đồng trên 1 lít, dầu quả thì có giá là 14.962 đồng trên một lít, dầu mazut thì có giá là 11.188 đồng trên một ký. Đây là kỳ điều chỉnh tăng thứ hai liên tiếp đối với các mặt hàng xăng dầu. Trước đó, tại kỳ điều chỉnh gần đây nhất, vào ngày 15 tháng 11, thì giá xăng E5 Ron 92 được điều chỉnh tăng 255 đồng trên một lít, xăng Ron 95 thì tăng 351 đồng trên một lít. Chị Mỹ Xuyên ở phường cho Phú B đang cân nhắc chọn mua thịt tại sạp. Chị than thở. Cuối năm, mặt hàng nào cũng tăng giá và giá tăng quá cao khiến cho tôi chóng mặt theo. Giá thịt heo đã tăng trong mấy tháng nay, mới đây giá xăng dầu còn tăng theo. Người ta nói rằng do xăng tăng giá nên các mặt hàng tiêu dùng cũng phải tăng theo. Mình là người mua nên chỉ biết chấp nhận, chỉ biết kêu ai bây giờ. Lương công nhân mỗi tháng có hơn 4 triệu đồng nhưng phải trả tiền nhà trọ, tiền điện nước hơn 1 triệu đồng, tiền xăng xe, chi phí tiêu dùng mỗi tháng 3 triệu đồng thì quá eo hẹp, khó đảm bảo cuộc sống nổi. Cùng với mặt hàng thịt heo, xăng dầu thì giá gạo cũng tăng nhẹ do nguồn cung hạn chế. Theo đó, gạo trắng thông dụng hiện có giá là 11.500 đồng trên 1 kg, gạo sóc thường thì là 14.500 đồng trên 1 kg, gạo thơm Jasmine 15.200 đồng trên 1 kg, tấm thường là 10.000 đồng trên 1 kg, tấm thơm thì có giá là 11.000 đồng trên 1 kg. Có thể nói, việc điều chỉnh tăng giá sẽ có những tác động tiêu cực đến nền kinh tế và cuộc sống của người dân, nhất là những người có thu nhập thấp. Chỉ cần một chút điều chỉnh tăng giá điện, xăng dầu thì từ mớ rau con cá cho đến giá cả tiêu dùng, chi phí vận chuyển hàng hóa, giá nhà trọ cũng tăng theo. Trong khi thu nhập thì cơ bản vẫn giữ ổn định, một khi các khoản chi phí đều tăng thì tức yếu đánh vào hào bao của người tiêu dùng. Chắc chắn cuộc sống hàng ngày của người lao động sẽ bị đảo lộn, đối mặt với nhiều khó khăn, vất giả. Với hầu hết các mặt hàng thiết yếu đều tăng giá dẫn đến chỉ số giá tiêu dùng vào tháng 11 năm 2019 tăng 0,96% so với tháng trước và tăng 3,78% so với tháng 12 năm 2018 tăng 3,52% so với cùng kỳ năm trước. Các chuyên gia cho rằng đây là mức tăng cao nhất của chỉ số giá tiêu dùng tháng 11 trong 9 năm trở lại đây. Nguyên nhân chủ yếu là do nguồn cung thịt heo giảm làm cho giá thịt heo và các mặt hàng thực phẩm chế biến từ thịt heo tăng cao. Cụ thể, giá thịt heo đã tăng 18,51% trong tháng 11, tác động làm cho CPI chung tăng 0,78%. Bên cạnh đó, giá các sản phẩm chế biến từ thịt heo và giá các mặt hàng thay thế cũng tăng. Ngoài ra, còn do hầu hết các mặt hàng thiết yếu tăng giá, kiểu té nước theo mưa và lợi dụng thời điểm nhạy cảm cuối năm để tăng giá. Từ nay đến Tết Nguyên Đán là khoảng thời gian người dân có nhu cầu mua sắm mạnh nhất trong năm. Theo ghi nhận nhiều năm, giá cả hàng quá, nhất là các mặt hàng thiết yếu sẽ tăng lên trong lúc này. Và người tiêu dùng dù muốn dù không vẫn phải chấp nhận. Chính vì thế, việc điều tiết giá cả thị trường, kiểm soát chặt chẽ, không để xảy ra tình trạng đua nhau tăng giá sẽ giúp cho người tiêu dùng bớt giấc giả. Thưa quý vị và các bạn, chương trình thời sự của Đài truyền thanh truyền hình thành phố Châu Đốc đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt.